nhật thứ 30 thường niên năm A. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay và các thánh lễ trong tuần, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Phước, linh hồn Giuse Lê Văn Thủy, linh hồn Teresa Đào Ngọc Oanh, linh hồn Mai Hùng Dũng, linh hồn Mikae và Maria, các linh hồn Anton, Nguyễn Lai, Nguyễn Điền và Lữ Minh Đến. Cầu cho linh hồn Mathia, Maria, Bùi Gia Minh, Lễ Dỗ và Teresa Maria, Trần Kim Quy. Cầu cho linh hồn Giuse, Trần Đức Tín, Lễ Dỗ. Cầu cho các linh hồn ông bà nội Lorenzo và Lucia, ông bà ngoại Paolo và Maria, linh hồn Giuse. Cầu cho linh hồn Madalena, Võ Thị Mai và cầu bình an cho gia đình. Một gia đình xin cầu cho linh hồn ông cố Giuse Nguyễn Văn Tạc. Cầu cho linh hồn Anna mới qua đời ở Canada. Cầu cho linh hồn Giuse, Madalena, Phêrô và các đặng linh hồn. Xin lễ cầu nguyện cùng các thánh nam nữ, tạ ơn Ba Đấng và thánh Martino. Xin lễ cho gia đình còn sống và qua đời. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tôi chào đón quý ông bà và anh chị em cùng tới hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật tuần 30 thường niên. Hôm nay chúng ta nghe qua trong các bài đọc, nhất là lời của Chúa, nhắc nhở chúng ta qua các điều luật, nhất là luật mến Chúa yêu người như tin mừng của Thánh Matthew. Chúng ta nghe qua một người thông về luật lệ rất nhiều tới hỏi Chúa điều luật nào là trọng nhất, là quan trọng nhất, quý giá nhất. Chúa trả lời là hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết những gì chúng ta lãnh nhận, cũng như yêu mến tha nhân như chính mình. Chúng ta là con người, nhất là con cái của Chúa. Rất nhiều lần chúng ta đã vấp phạm là không mến, không yêu mến Chúa, không yêu mến tha nhân như chính Chúa đã mời gọi chúng ta. Giờ đây xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta sẽ trước khi cử hành thánh lễ này. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến để dạy cho chúng con đường dẫn đến Chúa Cha. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đến và ban cho chúng con nguồn an ủi của sự thật.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là mục tử nhân lành sẽ dẫn đưa chúng con đến sự hạnh phúc trong nước trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Thầy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là nhân thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đang hướng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp nó mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bựa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lại. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Đó là lời Chúa. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy,
là đấng giải thoát con. Con yêu mến Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đã cho con chú ân, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thần chi bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa, là đấng xứng muôn là đời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Con yêu mến Ngài, lấy Ngài là sức mạnh của con. Đức Chúa vạn vạn tuệ, chúc tụng người là núi đã cho tôi chú ân. Tôn vinh Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho đức vua trên người đã lập. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa. Khi đón nhận lời Chúa đã bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được với Thiên Chúa. Thế làm sao để phục vụ sự Thiên Chúa hàng sống, Thiên Chúa thật và chờ đợi con người từ trời ngự đến, người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu thương, yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay chúng ta hội họp nơi đây để cùng với Giáo hội Hoàn Vũ dâng lên Chúa cũng như là ngày Chủ nhật 30 thường niên. Quý ông bà và anh chị em cũng như tôi, những người tham dự thánh lễ tuần vừa qua, chúng ta nghe qua tin mừng của Thánh Matthew, các luật sĩ cũng như những người lãnh đạo muốn gọi là bỏ Chúa Giêsu vô thế bí để Chúa trả lời những câu hỏi mà họ entrap Chúa để gọi là làm hại Chúa. Rồi hôm nay chúng ta lại nghe qua tin mừng của Thánh Matthew cũng vậy, là một nhà thông thái luật lệ, cũng như quý ông bà và anh chị em nghe qua phần kết của phúc âm là tất cả các điều luật mà cựu ước cũng như tân ước cũng như các ngôn sứ tiên tri cũng như tất cả quy tụ về như thế nào, thì cái người luật này biết rành luật lắm. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em cũng như tôi học, là người Kitô hiếu học, thì chúng ta thấy rằng có 613 điều luật là điều luật rất quan trọng ở trong cựu ước. Rồi có 365 điều luật chúng ta hàng ngày giữ rất quan trọng. Tóm gọn trong 613 điều luật rất quan trọng. Nên vì vậy muốn điều, muốn luật là cái người luật sĩ này họ biết, tại họ là scholar, thông thạo về luật lắm. Nên vì vậy cũng ngạc nhiên để hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi cũng như muốn cho Chúa vô đường bí. Nên vì vậy hỏi, trong các điều luật, vậy điều luật nào là điều luật trọng nhất? Trời ơi, bây giờ chúng ta biết từng điều luật cái gì nó cũng trọng hết, thì bây giờ trả lời làm sao bây giờ? Một câu hỏi tuy rất ngạc nhiên, nhưng lại một câu trả lời Chúa lại thêm phần còn ngạc nhiên, hấp dẫn hơn nữa. Nên Chúa tóm gọn hết tất cả các lề luật, nói rằng hãy yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết tất cả những gì mà con lãnh nhận được. Đó là tóm gọn hết tất cả các điều luật, là Chúa là trên hết, Chúa hết tất cả. Rồi Chúa còn thêm vô một câu ngạc nhiên cho người đạo sĩ này nữa: yêu mến tha nhân như chính mình. Đó là điều luật rất quan trọng. Thứ nhất là biết là yêu mến Chúa rồi, quý ông bà và anh chị em cũng như tôi, yêu mến Chúa dễ lắm. Như tôi là linh mục thì yêu mến dễ lắm, tối ngày là đọc kinh cầu nguyện, không có vợ con, không này kia, dễ lắm. Nên vì vậy yêu Chúa là dễ lắm, tối ngày rồi trên bàn thờ rồi đọc kinh hàng ngày trong nhà nguyện, việc rất dễ dàng. Nhưng việc yêu mến tha nhân như chính mình, việc đó rất là khó. Quý ông bà và anh chị em cũng như tôi, nhất là những người lập gia đình, nhất là trong mùa đại dịch này, chúng nhiều rất sự những cái này cái kia, chúng ta thật sự không yêu, không chịu nổi. Nên vì vậy quý ông bà và anh chị em biết, có một em bé kia cũng như em Gia Vi như vậy, nhỏ nhỏ vậy, rồi bắt đầu người khác hỏi để coi xem em này như thế nào. Vậy à, con có thương mẹ con không? Bảo con thương mẹ con lắm, con thương mẹ con hết mình, hết sức luôn, thương hết sức luôn. Em nhỏ nói thương mẹ hết sức luôn. Nên bảo vậy thì thương sao? Vậy con sao? Bảo nhà con ở trên lầu số 3, rồi mỗi một ngày mà ba má con có cái máy sưởi, con cứ phải đi từ trên xuống, mà không có cầu thang, không có thang điện, nên con cứ phải bê củi từ dưới basement lên, cứ bê lên bê xuống, bê ngày đêm như vậy, thấy mẹ con mệt, con cứ phải bê như vậy, bê hết sức luôn. Nên thương mẹ hết sức luôn. Nên quý ông bà và anh chị em biết, còn chúng ta, Chúa thương chúng ta như thế nào mà Chúa đưa ra điều luật như vậy? Chúa thương chúng ta cho chúng ta có cuộc sống tất cả, cũng như Chúa chỉ cho chúng ta một điều: Chúa thương chúng ta vô cùng, tràn đầy lòng thương xót, cũng như bài đọc một mà anh Lý hôm nay proclaim cho chúng ta nghe qua hôm nay. Phải thương những người ngoại kiều, thương những bà quá, thương những đứa mồ côi, thương những người nghèo khó, vì chiếc áo của họ duy nhất chỉ có một. Mà nếu con
tước đoạt chiếc áo của họ như vậy, họ lạnh lẽo, họ trần truồng như vậy, họ kêu tới ta, ta sẽ trừng phạt con. Wow, một Thiên Chúa tràn đầy ân sủng, tràn đầy lòng thương xót, lo lắng cho chúng ta hết tất cả, mời gọi chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết những gì chúng ta lãnh nhận. Hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Chúng ta đây là những người Việt Nam. Việt Nam trong các tỉnh, như tỉnh ở Hải Tĩnh, rồi ở miền Trung, tất cả đang bị lụt lội. Quý ông bà và anh chị em thấy trong các hội đoàn, không những người Kitô hữu, các hội đoàn người Việt Kiều là xin tiền để gửi về, để giúp cho những người đang bị khó khăn trong cơn lụt lội như vậy. Giáo xứ của chúng ta cũng chả có khá giả gì, rất nghèo. Tuy rằng có những người trong giáo xứ phải làm những trái apple họ trồng, họ làm apple sauce để họ bán, để gây quỹ cho giáo xứ, bán 3 đồng bạc một gia. Thì ở ngoài cửa, quý ông bà và anh chị em chỉ thoa bán, cũng như những người họ biết giáo xứ nghèo, họ làm may khẩu trang để bán khẩu trang ra, cũng như ai ủng hộ giáo xứ. Nên vì vậy tôi thấy là mấy thánh lễ trong cuối tuần này chị Thoa chịu trận, 4 lễ Chủ nhật này là chị đều đứng để gọi là giúp trong việc bán như thế vậy. Giáo xứ tuy nghèo thiệt nhưng tôi cũng vẫn là mời gọi quý ông bà và anh chị em với ban lãnh đạo của giáo xứ, những người có trách nhiệm phục vụ quý ông bà và anh chị em. Xin quý ông bà và anh chị em thương Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn, hết những gì chúng ta lãnh nhận, thương gọi là gọi đồng loại của chúng ta cũng như chính mình. Nên xin quý ông bà và anh chị em mỗi người một ít có khả năng giúp cho những người bị lụt. Những tên của quý ông bà và anh chị em sẽ được ghi cũng như gửi về đâu, tôi sẽ nói Sơ Teresa cũng như qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp cũng như dòng Chúa Cứu Thế là những người đang phục vụ bên đó, sẽ gọi là báo cáo những gì quý ông bà và anh chị em mà trao tặng thì sẽ trao tặng lại cho họ, cũng như là cái máng suối của ân sủng mà qua các bí tích chúng ta lãnh nhận ơn Chúa vậy. Chỉ là cái cơ hội để mời gọi quý ông bà và anh chị em cố gắng giúp đỡ, phục vụ. Cũng như một câu chuyện mà tôi nghe qua, quý ông bà và anh chị em cũng biết một câu chuyện. Một cô gái mù, cô bị mù từ khi nhỏ, nhưng cô rất là đẹp, nên cô có một người bạn là bạn trai của cô, luôn đồng hành tâm sự với cô hàng ngày. Cô cứ hàng ngày cứ là đưa cái câu chuyện là người bất hạnh nên không có thể nhìn xem được thế giới đẹp đẽ, rồi nhìn được tất cả mọi chuyện. Cô ước ao rằng trong cuộc đời của cô sẽ có một ngày sẽ có đôi mắt để nhìn được hết tất cả thế giới cũng như những sự gì mà cô không nhìn được. Nên cứ hàng ngày cứ than phiền hoài. Một người bạn của cô, người bạn trai này yêu mến cô dữ lắm, cũng nói yêu mến hết sức như em bé nhỏ như vậy, yêu mến hết mình, yêu mến này. Nên vì vậy nói cho cô cặp mắt của anh. Nên vì vậy một cuộc giải phẫu mổ xong, cặp mắt của anh trở thành cặp mắt của cô này. Khi cô có cặp mắt mở băng ra thấy, thấy anh này, rồi thấy hết tất cả, rồi anh nói rằng là bây giờ là ước mộng của cô thấy được hết tất cả cặp mắt, vậy là cô có lấy anh ấy không? Cô nói hồng, không có lấy. Tình thương là vậy đó, mình thương là mình thương hết mình, nhưng tình thương không thể ép buộc được. Nên vì cô không lấy anh này, anh ấy buồn quá, rồi bây giờ hết tất cả cho hết rồi sao, bây giờ viết lại câu thôi bây giờ đó là cặp mắt của em nhìn trên thế giới vũ trụ, thì bây giờ em hãy lo giữ cặp mắt của em đi cho gọi là thành công chuyện đó. Rồi anh này chịu mù vậy cả đời. Nên nhiều khi Thiên Chúa của chúng ta rất là thương mến chúng ta, cho chúng ta hết tất cả,
nhưng những gì Chúa ban tặng, Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta để đồng hành với Chúa, chia sẻ những hồng ân Chúa ban tặng. Xin quý ông bà và anh chị em cùng tôi đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin để lãnh nhận bí tích là những ân sủng mà Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Vì loài người chúng ta và đề cứu rồi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu khốn đinh vào thập giá vì chúng ta. Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đứng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã từ chớ thiên chi mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tôi. Sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, luôn đặt Chúa là trung tâm và là đối tượng duy nhất của lòng mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh, lũ lụt và các cuộc biểu tình, bạo loạn được chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu và cho các thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ý thức trách nhiệm yêu thương đồng loại, nhất là những người nghèo đói, đau khổ và bất hạnh, để sẵn sàng cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hiện tại.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa thương xót đến những linh hồn Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của tháng 10, tháng Mân Côi. Xin cho chúng ta tiếp tục siêng năng lần chuỗi Mân Côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim mẹ mỗi ngày. Giờ đây xin dâng lên Chúa hai em bé sẽ nhập vào cộng đoàn đức tin của chúng ta, và cùng dâng lên những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, Thánh Phaolô quả quyết sống bác ái yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hết lòng mến Chúa và tha nhân như chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phụng, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, thánh, thánh,
Lạy Chúa, Chúa thần là đương thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiều đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vui hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thể thức người dời, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha ơn chúng con
như chúng con cũng tha thứ cho chúng con. Xin chớ để chúng con rơi vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Thì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép mình thánh.
xoa dịu nhân thế bất khổ đau. Nguyện dâng vô tâm và tâm dành cho ngày thăm hình đất bao. Nguyện cầu cho văn nhân từ thâm vô bờ vươn nổi hơn đại dương. Yêu thương chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con được hướng nhờ trọn vẹn ơn thiên của bi tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người hàng sông và hiền chi muôn đời. Theo truyền thống của cộng đoàn của chúng ta, giáo xứ chúng ta, mỗi khi mà tháng 11 về ngày lễ cầu hồn, chúng ta có thánh lễ ở Nghĩa Trang. Nên năm nay vì dịch nên chúng ta không có thánh lễ vào thứ Bảy tuần tới này, nên có thánh lễ tại nơi đây vào lúc 9 giờ sáng, cũng như ngày thứ Hai có thánh lễ vào lúc 7 giờ chiều. Xin quý ông bà và anh chị em cố gắng đọc tin để chúng ta tới tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các đảng linh hồn, cũng như vào ngày lễ các thánh vào ngày Chủ nhật tuần tới. Cũng như tôi chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, lá lành đùm lá rách, nên có ai muốn phụ giúp, có khả năng được giúp cho nạn nhân lụt ở Việt Nam miền Trung, thì xin gặp sư Trisa, chị Thoa, những người ở ban lãnh đạo để họ lãnh nhận số tiền của quý ông bà và anh chị em để gửi về giúp cho ở Việt Nam. Cũng như ai muốn mua apple sauce,
quý ông bà và anh chị em gặp ở ngoài cửa, có người giáo xứ của chúng ta họ trồng được một vườn táo rất là tốt mà organic, nên vì vậy họ muốn chia sẻ với giáo xứ, chúng ta bán tiền vô cho giáo xứ, cũng như có người giúp cho chúng ta may khẩu trang, tất cả những gì mà chúng ta có được giúp cho giáo xứ. Tôi mới mua những cái fan ở đây là giàn quạt, tại trong mùa đông tới rồi, cái việc mà chúng ta muốn bảo vệ cơ sở an toàn cho mọi người tham dự thánh lễ, chúng ta phải có air circulation, nên vì vậy giáo xứ chúng ta không có quạt lớn, nên tôi mua các giàn quạt trên đó để cho chúng ta có theo với đúng luật. Rồi cũng như xin quý ông bà và anh chị em đeo khẩu trang, cũng như keep distance 6 feet. Đó là các giáo mục cũng như các linh mục học hỏi ở trong 7-8 tháng trong mùa dịch, những gì cần thiết chúng ta làm. Tôi nhắc nhở quý ông bà và anh chị em rửa tay cũng như tất cả những công việc khác, thì chúng ta cố gắng để tuân giữ, để giữ gìn vệ sinh gọi là tập đoàn, để cho cộng đoàn của chúng ta luôn mạnh khỏe, để giúp cho nhiều người khác. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Anh chị em lên đường sống lời Chúa được bằng an. Tạ ơn Chúa.